Mughal, triều đại tạo nên những tuyệt tác kiến trúc phong cách Ba Tư tại Ấn Độ. Mughal là đế quốc Hồi giáo ở tiểu lục địa Ấn Độ, được khai sinh năm 1526 bởi Babur, con cháu của Thành Cát Tư Hãn. Cũng chính điều này mà văn hóa của Mughal chịu ảnh hưởng nhiều từ nền văn hóa Ba Tư. Trong khoảng thế kỷ 17 đến 18, thời kỳ phát triển cực thịnh, quốc gia này đã nắm quyền kiểm soát phần lớn tiểu lục địa. Rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn Độ và Pakistan ngày nay đã được xây dựng từ thời kỳ của đế quốc Mughal, trong đó có tuyệt tác kiến trúc Taj Mahal, được sáng lập bởi cháu của Thành Cát Tư Hãn. Nhà chinh phạt Babur sinh năm 1483, chính là hoàng đế khai quốc của triều đại Mughal tại tiểu lục địa Ấn Độ. Ông là hậu duệ trực hệ của Thiếp Mộc Nhi và có thể xem là con cháu của Thành Cát Tư Hãn. Ngay từ nhỏ, ông đã thấm nhuần nền văn hóa Ba Tư. 12 tuổi, Babur lên ngôi nối nghiệp cha tại Fergana và ngay lập tức đã phải đối mặt với các cuộc nổi loạn của những người họ hàng. Chỉ 2 năm sau, ông đánh chiếm thành Samarkand nhưng lại để mất thành Fergana không lâu sau đó. Khi cố gắng tái chiếm Fergana, ông lại đánh mất thành Samarkand. Năm 1501, những nỗ lực chiếm lại hai thành trì trên đã trở thành công cốc sau khi ông bị Muhammad Saibani Khan đánh bại. Năm 1504, Babur chiếm được Kabul, tiếp đó ông chiếm lại khu vực Trung Á bao gồm cả thành Samarkand. Tuy nhiên, ông lại đánh mất nó cùng với các vùng đất khác mới chiếm được vào tay của người Uzbek. Sau khi đánh mất thành Samarkand lần thứ 3, Babur chuyển sự chú ý của mình đến phía Bắc Ấn Độ. Nguồn tài nguyên phong phú và dân số đông đảo ở tiểu lục địa Ấn Độ đã hấp dẫn Babur nhận thấy nguy cơ tiềm tàng về bất đồng chính trị ở lục địa nhỏ. Babur đã tiến hành rất nhiều cuộc tiến công, lần nào ông cũng chiến thắng và giành được rất nhiều của cải quý báu. Đỉnh điểm là vào năm 1526, Babur giữ quyền cai trị toàn bộ lãnh thổ của vương triều Hồi giáo Delhi, chấm dứt 200 năm thống trị miền Bắc Ấn Độ của người Afghanistan. Nói cách khác, Babur là vị vua đầu tiên của triều đại mới của Ấn Độ, triều đại Mughal, một cách nói trại chữ Mông Cổ của người Ấn Độ. Đế quốc Mughal thường được các sử liệu Anh ghi là đế quốc Mughal, trong khi Pháp ghi là đế quốc Mongol. Babur mất năm 1530. Theo ước nguyện, di hài của ông được đem về an táng tại Bange Babur, Kabul, Afghanistan. Babur được xem là một anh hùng dân tộc ở Uzbekistan và Kyrgyzstan. Nhiều bài thơ của ông cũng đã trở thành những bài hát dân ca phổ biến. Ông đã viết cuốn tự truyện Baburnama bằng tiếng Sát Hợp Đài và được dịch sang tiếng Ba Tư dưới triều đại của Akbar, vị vua thứ ba của đế quốc Mughal. Lăng mộ Himayun, công trình kiến trúc Ba Tư đầu tiên ở Ấn Độ. Sau khi Babur mất, Humayun đã kế thừa di sản vĩ đại từ vua cha vào năm 1530. Nhưng vì đam mê tử sắc, đến năm 1538, Humayun bị nhà quý tộc Afghanistan tên là Sher Shah đánh bại và phải sống lưu vong ở Ba Tư xa xôi. Mãi đến năm 1545 khi Sher Shah qua đời, triều đình xảy ra nhiều biến động, Humayun mới trở về đánh chiếm lại thành Puranakila và cả vương quốc Ấn Độ thời bấy giờ. Vào năm 1556, Humayun qua đời, tiếc thương cho chồng sớm đoạn mệnh, hoàng hậu Hamida Banu Begum đã cho dựng lăng mộ Humayun để tưởng nhớ chồng. Đây được xem là kiến trúc Mughal vĩ đại đầu tiên và cũng là tiền đề gợi cảm hứng cho việc xây dựng ngôi đền Taj Mahal diễm lệ sau này. Đồng thời đây còn là công trình kiến trúc lần đầu sử dụng đá sa thạch đỏ và cẩm thạch trắng. Về sau, hai chất liệu này thường được sử dụng trong các công trình to lớn khác của vương triều Mughal. Được hoàn thành từ năm 1571, lăng mộ vua Humayun bây giờ vẫn còn sừng sững trường tồn với thời gian. Công trình đại diện cho bước nhảy vọt của kiến trúc Mughal cũng là sự khởi đầu rõ nét hơn cho truyền thống chôn cất hoàng tộc trong một khu vườn thiên đường. Mặc dù trước đó vua Babur là người đầu tiên được chôn cất theo kiểu này, nhưng lăng mộ của ông không có nhiều đặc điểm đặc biệt như lăng mộ của Humayun. Phát triển cực thịnh dưới thời Akbar Đại Đế. Akbar Đại Đế sinh năm 1542 ở thành Umakot. Ông là vị vua thứ ba nhà Mughal và là con của Humayun, trị vì đất nước từ năm 1556 đến 1605. Tuổi thơ của Akbar Đại Đế không được êm đềm như nhiều vị đế vương khác bởi ông ra đời trong thời gian vua cha Humayun đang sống lưu vong. Bên cạnh đó, mẹ của Akbar Đại Đế không phải là hoàng hậu chính thức mà chỉ là một nữ tỳ trong cung. Mặc dù vậy, Humayun vẫn đặt trọn niềm tin vào người con trai, niềm hy vọng duy nhất của mình và của cả tương lai vương triều. Akbar không đến Ba Tư với cha, ông trưởng thành ở làng Mukunpur tại Rewa, ngày nay là Madhya Pradesh. Về sau Akbar chuyển đến lãnh thổ phía đông của đế quốc Safavid, phần lãnh thổ Afghanistan ngày nay, và được nuôi dưỡng bởi người chú Askari.
Sau này, vua Humayun đã cho mời những sư phụ giỏi nhất để dạy võ, bắn cung tên và cưỡi ngựa cho Akbar. Bản thân Akbar cũng không phụ lòng tin của vua cha. Ông rèn luyện hết sức chăm chỉ và nhanh chóng trở thành một chiến binh xuất sắc, dũng cảm và mưu lược. Đặc biệt, ông rất ham thích môn bắn cung và sau này đã trở thành một xạ thủ xuất sắc. Tuy nhiên, do phải sống cuộc sống nay đây mai đó từ bé, nên Akbar đã không có điều kiện để học chữ. Và đó chính là điều khiến ông cảm thấy hối tiếc suốt cả đời. Sau khi khôi phục lại đất nước, cảm thấy mình khó sống thêm được lâu nữa, vua Humayun quyết định lập Akbar làm hoàng thái tử và giao cho đại thần Bairam Khan làm nhiệm vụ nhiếp chính. Sau khi Humayun qua đời, Akbar trở thành hoàng đế khi mới 13 tuổi. Ông đã mở nhiều cuộc chinh phạt để củng cố quyền lực và sáp nhập các vùng đất ở miền Bắc và Trung Ấn Độ vào lãnh thổ của mình. Akbar đã thực hiện cải cách về thuế và khuyến khích nghệ thuật. Ông cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc và là người sáng chế ra các loại nhà tiền chế cũng như các kiểu nhà có khả năng lưu động hoặc di dời dễ dàng. Bên cạnh đó, Akbar cũng là vị hoàng đế xúc tiến việc dung hòa các tôn giáo ở Ấn Độ. Thậm chí ông còn là người đầu tiên cho phép các học giả thuộc các tôn giáo khác nhau tranh luận một cách công khai về tôn giáo của chính mình. Tiến xa hơn, Akbar tổng hợp giáo lý của các tôn giáo và thành lập tôn giáo của riêng mình, mang tên là Dini Ilahi, tạm dịch là tôn giáo thánh thần. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời năm 1605, tôn giáo này đã nhanh chóng tan rã. Có thể nói, đế quốc Mughun dưới sự trị vì của Akbar đại đế đã trở thành thế lực ngự trị trên khắp miền Bắc Ấn Độ. Lahore, hòn ngọc quý của Mughun. Vào năm 1575, Akbar đại đế đã ra lệnh cho xây dựng một pháo đài gần bờ sông Ravi để bảo vệ Lahore, nơi ông chọn làm kinh đô của đế quốc Mughun đang ở thời kỳ huy hoàng khỏi sự xâm lược của các thế lực ngoại xâm ở khu vực phía Tây Bắc. Pháo đài Lahore là sự giao thoa giữa hai lối kiến trúc của đạo Hindu và Hồi giáo, đặc trưng với những vòm cửa hình móng ngựa, mái vòm. Lối kiến trúc này đã trở thành nét đặc trưng văn hóa trong suốt thời kỳ cai trị của đế quốc Mughun tại Ấn Độ và Pakistan. Pháo đài Lahore đã được mở rộng và bổ sung thêm nhiều công trình kiến trúc qua từng thời kỳ, biến nơi này từ một công trình quân sự trở thành một trong những tuyệt tác kiến trúc mẫu mực dưới thời đế chế Mughun trên toàn tiểu lục địa Ấn Độ. Pháo đài có những cung điện được xây dựng bằng đá cẩm thạch tráng lệ, những tòa tháp và những vườn hoa xanh tốt quanh năm. Toàn bộ quần thể kiến trúc có diện tích gần 20 hectare này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng 2 năm 1981 vì mang tính nghệ thuật cao, phản ánh tài năng và sự phát triển rực rỡ của văn minh nhân loại dưới triều đại của các nhà vua Mughun. Bên cạnh khuôn viên pháo đài Lahore, đền thờ Hồi giáo Badshahi cũng là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Lahore. Đền thờ Badshahi được xây dựng vào năm 1671 dưới triều đại của vua Aurangzeb để ghi nhớ về những chiến công vang dội của ông khi bình định và thu phục toàn bộ khu vực phía Nam. Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng những khối sa thạch màu đỏ gạch và các mái vòm được chạm khắc tinh xảo bằng đá cẩm thạch, thu hút du khách bởi nét kiến trúc đặc trưng của triều đại Mughun. Cổng đền thờ là một khối nhà lớn 2 tầng, có một cổng vòm được chạm trổ với những họa tiết bắt mắt. Tiền đình chính của đền thờ có diện tích lên đến 25.641m², sức chứa lên đến 100.000 người trong các dịp lễ lớn của Hồi giáo. Kiến trúc đạt đến đỉnh cao ở thời Shah Jahan. Sau khi Akbar qua đời, đế quốc Mughun tiếp tục thịnh vượng dưới thời cai trị của ba vị hoàng đế tiếp theo là Shah Jahangir, Shah Jahan và Aurangzeb. Dưới thời Shah Jahan, vị hoàng đế Mughun đầu tiên thống nhất được toàn bộ bán đảo Ấn Độ, kiến trúc Ấn Độ Hồi giáo đạt đến đỉnh cao với công trình lăng Taj Mahal nổi tiếng. Đền Taj Mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc Mughun, một phong cách tổng hợp các yếu tố của các kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và cả Hồi giáo. Đền được xây với chi phí 32 triệu rupees vào thế kỷ 17. Mái vòm bằng đá cẩm thạch trắng của lăng là phần nổi bật nhất. Đền được UNESCO xếp vào danh sách di sản thế giới năm 1983 và được miêu tả là một kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản của thế giới. Bên cạnh đó, nhà vua Shah Jahan còn dời đô từ Agra tới thành phố Delhi, tái thiết lại thành Shahanabad và cho xây dựng một pháo đài tại đây, thường được gọi là pháo đài đỏ. Pháo đài được đặt theo tên của những bức tường lớn bằng đá sa thạch đỏ. Các phòng ở của hoàng gia, bao gồm một dãy các nhà lều, được kết nối bởi một kênh dẫn nước gọi là kênh thiên đường. Pháo đài đỏ được coi là đại diện cho sự sáng tạo kiến trúc đỉnh cao của triều Mughun dưới thời vua Shah Jahan. Mặc dù được quy hoạch theo kiến trúc Hồi giáo, nhưng mỗi nhà lều đều chứa các yếu tố kiến trúc đặc trưng của các tòa nhà Mughun, phản ánh sự hợp nhất của truyền thống Ba Tư, Timurid và Ấn Độ giáo. Phong cách kiến trúc sáng tạo thể hiện qua các thiết kế sân vườn. Lối kiến trúc này đã ảnh hưởng đến các tòa nhà
và cảnh quan sân vườn sau này ở Delhi, Rajasthan, Punjab, Kashmir, Braj, Rohilkhand và các nơi khác. Sự suy yếu và sụp đổ của đế quốc Mughal. Trong cuộc xâm lược của Nadir Shah vào năm 1747, Pháo Đài Đỏ đã bị cướp phá và mất đi rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức. Tiếp đó vào năm 1857, hầu hết các kiến trúc bằng đá cẩm thạch quý của pháo đài sau đó đã bị người Anh phá hủy. Đi qua nhiều cuộc binh biến, đến nay pháo đài chủ yếu chỉ còn lại các bức tường phòng thủ mà thôi. Dù có nhiều công lao trong việc đưa kiến trúc Ấn Độ phát triển lên một tầm cao mới, nhưng Shah Jahan là một ông vua tàn bạo vô độ. Trong thời gian trị vì, nhân dân đã phải gánh chịu đủ thứ thuế má, lao dịch, binh dịch. Năm 1658, Shah Jahan ngã bệnh, những người con của ông chém giết lẫn nhau để giành ngai vàng, và đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự xuống dốc của nhà Mughal. Cuối cùng, người con thứ tư Aurangzeb lên ngôi và giam vua cha vào pháo đài Agra. Shah Jahan qua đời năm 1666 và được mai táng ở đền Taj Mahal. Đến thời Aurangzeb, đế quốc Mughal tiếp tục mở rộng lãnh thổ đến tận Nam Á. Tuy nhiên, sau khi Aurangzeb qua đời thì nhiều vùng địa phương nổi dậy. Đến thế kỷ 18 và 19, còn có sự xuất hiện của người phương Tây, đặc biệt là công ty Đông Ấn của Anh. Cuối cùng đến năm 1875, đế quốc Mughal sụp đổ, tiểu lục địa Ấn Độ phân chia làm các bang tự trị và mỗi bang do một ông hoàng đứng đầu, đa số những bang này chịu sự khống chế và bảo hộ của các công ty Đông Ấn.